Gia đình mình mến chào cả nhà nữa nha. Chào cả nhà. Gia đình mình mới đi săn bắt ở trên đồng về, mắc mưa quá chừng luôn cả nha. Thì hôm nay gia đình mình có nhận được cái thùng quà của anh chị Tăng ở Mỹ. Anh Tăng và chị Kim Hoàng ở Mỹ. Anh Tăng và chị Kim Hoàng ở Mỹ có gửi cho mấy anh em thùng quà. Thì ảnh có ghi là sao em? Khu quà để khui ra đi rồi mình coi cái gì rồi mình mới đọc cái tin ảnh nhắn về cho gia đình mình. Sau cái khúc khu quà thì mình cũng muốn thông báo thêm một chút về bên cái bé mà của họ mình lên mình quay có cái mục nổi ở bên cổ đó cả nhà. Rất mong cô chú anh chị và các bạn xem gia đình mình thu quà xong thì mình cũng muốn chia sẻ để hỏi cũng như là nhờ cô chú góp ý cho gia đình mình vậy đó, như anh với chị luôn. Bây giờ mình thu quà đi anh chút tới cái kia cùng em với nhỉ đi về bên ngoài mà hai chồng mình đi bữa nào cũng về tối thu với trên cả nhà. Gia đình của ông cụ bà cụ là mỗi người một chai nữa đó. Em đọc
gia đình ông bà cụ thì mỗi người một chai. Đâu nhiều lắm mà, quá trời vậy. 12 chai. 3, 6. 9. Vậy là một hộp này là mình được 12 chai. Bắt 12 chai luôn á nha. Dạ. Ngày mai mình có đem đi thì mình quay được lên. Cái này vui cũng như mình có gửi thì mình sẽ chia sẻ luôn trên video của cả nhà. Rồi bây giờ là cái phần khu quà đã xong rồi, thì sẵn trên video nè thì gia đình em cũng gửi lời cảm ơn anh chị đã gửi quà cho mấy anh em cũng như gia đình của em, thì cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Em chúc anh chị là dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Bây giờ thì tới cái phần tiếp theo mình muốn thông báo đó cả nhà, thì cũng của anh Tăng với chị Kim Hoàng, là bữa hổm có gửi gì cho gia đình mình nhiêu em, là cái tiền đó để dành làm cái quỹ nhỏ, là cũng như anh với chị gửi sẵn về cho gia đình mình giữ, khi mà có công chuyện đó thì lấy ra xài, cũng như trích ra một ít để xài á. 7.386.000. Hiện tại gia đình mình còn giữ của anh chị là 7.386.000. Và cũng như cái số tiền đó là anh với chị có nói với gia đình là để làm cái quỹ nhỏ, cũng như bữa hổm mình có chia sẻ trên video đó cả nhà. Thì mình dự định như vậy nè cả nhà, thì mình xuất cái số tiền của anh với chị ra là bữa hổm nói 3.000.000 đi mổ. Nhưng mà 3.000.000 thì cũng có tiền ăn tiền uống chút đỉnh, thì chắc mình sẽ gửi 3.500.000 cho bé đi mổ. Thì nói chung mình đăng video lên, nếu mà cô chú anh chị xem thấy có gì sai sót thì cứ bình luận góp ý qua. Tại này mình đăng lên nhưng mình chưa có làm, mình sẽ coi cái bình luận góp ý qua, thấy ok hết thì mình sẽ làm nha cả nhà. Thì nói chung ra là đi lên trên đó thì tình cờ là mình biết là bà cụ móc lúa, là mình cũng không có hỏi tên đó, nhưng mà thật sự là nếu bà hộ đó khổ thật sự, là chỉ là bà cụ móc lúa là khổ thật sự. Còn cái chị kế bên đó là cũng khổ luôn, nhưng mà như vậy nè cả nhà, nó cũng có một chút lý do là chị cái bên có bốn người con hay 4 hay 5 đứa gì đó, nhỏ nhỏ không nè cả nhà. Mình lên mình cho tiền cũng nhiều lần ha, cho tiền rất là nhiều lần cả nhà, cũng như cô chú thấy quay chia sẻ hoàn cảnh khổ đó thì cho tiền rất là nhiều lần. Còn cái cô bị tâm thần á thì bên đó nói chung ra thì cô chú thấy thương cô cho, nhưng mà mình nghe nói thì cô bên đó thì cũng không có đến nỗi là khổ, chỉ có cái ông cụ bà cụ móc lúa là nghèo thật sự. Tại vì cái chú ở tiệm tạp hóa chú nói với cái chị ở cái bên mình cũng khổ, nhưng mà mình thì đợt rồi mình có quay một cái video nói về bệnh của bé đó, cái bệnh bé nổi cái mụn ngay cổ nè, thì mình có gặp chồng của chị, mình có phiên là ảnh cũng như ảnh nhậu hơi nhiều á cả nhà, thì mình có khuyên là anh nên đi kiếm công chuyện để anh làm, đặng ví dụ như tụi em có nhận được tấm lòng của cô chú ở bên nước ngoài cũng như ở Việt Nam cũng vậy, thì có gửi chút đỉnh cho anh với chị thì mình dùng cái số tiền đó để mình làm cái bàn đạp mình đi lên, chứ anh đừng có nhậu nhiều quá rồi không có mặn mụn gì được. Nhưng mà mình nói thì nói nhưng mà rất nhiều lần vô thấy cũng y nguyên rồi cả nhà, nhưng mà thật sự thì thương mấy bé lắm, mấy bé ngoan lắm, gặp hai vợ chồng mình vô là cười te tét mừng, không biết giúp đỡ làm sao nữa. Thì hiện tại thì cái mụn của bé ở ngay gần cổ, cái mụn đó thì để lâu chắc nó không có tốt, nên gia đình mình định xuất ra 3.500.000 để trong cái tiền số tiền 7.000.000 đó thì sẽ đưa cho mẹ bé đi mổ. Còn không biết tính tiếp thì mình không biết tính sao nữa cả nhà, tại vì nói chung ra thì phải
nó không biết mình giải thích làm sao để nói cho cô chú hiểu nữa, là mình giúp thì mình giúp nhưng mà giúp ảnh không có chịu làm á, ảnh chỉ nhậu nhiều rồi mình không biết đường nói làm sao nữa. Mình đã đến đó rất là nhiều lần, thấy bé là rất là tội mấy bé đó. Nhưng mà mình nói nếu mà mình kêu gọi hay là mình năn nỉ cô chú thương á thì cho càng nhiều thì cũng không giúp ích được gì, nên mình cũng ngại. Chứ mình làm mà sai thì mình cũng sợ có tội nữa cả nhà. Giờ là xong cái phần của mấy bé, rồi tới cái phần của cái chị gì em, chị gì bữa không quên này, chị gì mà mình vô mình qua nhà hỏi đường đó, chị Quyền, chị Phượng hay chị Quyền? Chị Quyền, chị Quyền, chắc chị Quyền nhớ. Là như gì nè cả nhà, hôm nay thì cũng dịch định là quay trở lên, cũng có cô chú góp ý là lên quay mình lại một chuyến nữa để xác thực. Thì mình có nghe rõ thông tin á, là chị Quyền á là bị chồng bỏ đi theo vợ nhỏ hả? Là nghe nói có con rồi, mà chị Quyền á là khờ cũng như khờ, rồi đi mặn mướn tối ngày vậy đó, đi rửa chén như này kia rồi, nhưng mà ở lại nuôi bà già chồng, rồi mình không biết là phải giúp làm sao nữa cả nhà. Phải chi là anh chồng đó ảnh đồng cam cộng khổ với chị á, thì mình có thể lên mình coi có cái hướng mình giúp đỡ anh chị, còn cái này không biết đường giúp đỡ làm sao. Nghèo thì nghèo thật sự đó cả nhà, nhưng mà mình không biết làm sao để nói mà để giúp đỡ được, nó hơi ngược làm sao á. Anh chồng ở cặp bên rồi, anh chồng thì ở cặp bên đó, chị gì nuôi cha gì nuôi em không nói tiếp anh vậy chứ. Anh nói là cũng như là cái hoàn cảnh đó thì nói chung ra là mình không biết giúp làm sao, nhưng mà mình chưa gặp được chị nữa cả nhà. Mình cũng băn khoăn trong lòng là không biết chị có lanh lợi không hay là khờ khạo tội nghiệp chị nữa. Nhưng mà nghe nói chồng bỏ đi rồi mà còn ở lại nuôi bà già chồng nữa thì mình không biết được mà tính luôn, thì nói chung là thua luôn. Rồi cho anh chồng ở cặp bên. Rồi giờ cho làm sao, rồi sao không biết đường luôn nữa. Nuôi cháu chồng nữa. Rồi nuôi cháu, rồi nuôi anh chồng, chị chồng gì đúng chân á. Rồi nghe kể rồi nói chung là gia đình mình hết biết đường bên luôn. Rồi không biết làm sao tính luôn nha. Hiện tại là cái tình hình cũng như nó vậy đó. Thì thông báo cho cô chú biết cũng như là tình huống nó diễn ra như vậy. Ví dụ như cô chú mà xem được video đó thì bình luận góp ý qua cho gia đình mình, để gia đình mình cũng như là tiếp sức, cũng như cô chú tiếp sức để cho gia đình mình biết cái hướng đi đúng á cả nhà, cũng như mình làm cho nó đúng để sợ gia đình mình làm sai lắm. Nhưng mà mình không biết cái chị Quyền nó như vậy rồi sao, mình cũng không biết đường luôn. Nhà cửa thì nói chung chắc mưa thì nước ngập hết, nói chung là nó cũng sập sệ. Mà nghe kể thì chị khờ, thì chủ quán nó khờ lắm, mà được gọn cái là ông chồng ổng đi kiểu đó rồi sao mà ăn nấu thì sao cũng không biết luôn. Thì gia đình mình chỉ có nhiều đó muốn chia sẻ với tâm sự với cả nhà. Ví dụ như cô chú thấy thương gia đình mình thì có thể bình luận góp ý qua cho gia đình mình. Gia đình mình cảm ơn cả nhà nhiều lắm luôn. Thì cuối video mình cũng xin gửi lời cảm ơn anh chị anh Tăng, chị Kim Hoàng, cũng như cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn thương yêu và tin tưởng cho gia đình mình. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm luôn. Thì chắc cái quà này thì ngày mai gia đình mình sẽ đi chia cho anh em. Thì chắc video của gia đình mình xin tạm dừng tại đây luôn cả nhà ơi. Chào cả nhà.